Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đang đến với channel Happy Together, mình là Danny Dũng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp với món bánh tráng trộn nha mọi người. Và nguyên liệu chính để làm nên món bánh tráng trộn này á mọi người, đó là bánh tráng nha. Bánh tráng thì trong chợ của chúng ta có rất là nhiều loại khác nhau, có nhiều màu sắc nữa. Chúng ta cứ mua về xong rồi cắt miếng như thế này, vừa vừa ăn như thế này thôi. Hôm nay thì Danny sẽ dùng hai cái màu mà để cho cái dĩa bánh tráng trộn của mình nó nổi bật hơn, đó là màu trắng và màu hồng như thế này. Và một cái loại rau không thể thiếu cho cái món gỏi này đó là rau răm nha mọi người. Món kế tiếp đó là xoài và các loại khô. Thì tùy theo ý thích của mọi người, Danny thì rất là thích khô bò nè, khô gà nè, khô mực nè, đậu phộng nè, trứng và con ruốc. Ngoài ra trong cái món bánh tráng trộn chúng ta sẽ có thêm một cái muối để nêm vô cho nó vừa ăn nữa. Thì Danny sẽ dùng các loại khô này nè, bỏ vô xong rồi xay nhuyễn lại với nhau, nêm nếm chút xíu bột nêm vô đây là thành muối trộn của Danny. Và cái nguyên liệu để làm cho món bánh tráng trộn trở nên hấp dẫn hơn đó là nước trộn đó mọi người. Nước trộn thì ở đây chúng ta rất là khó kiếm chế tác, cho nên Danny sẽ nấu cái nước trộn của chúng ta là nước me. Me thì như mọi người cũng biết đó là me để nấu canh chua cũng được nè. Nguyên liệu chính là me, nước lọc, bột nêm, dầu hào và đường. Đường thì Danny sẽ mix chung ba loại đường khác nhau, gồm có đường cát nè, đường phèn và đường thốt nốt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nấu cái nước trộn bánh tráng trộn ngày hôm nay nha mọi người. Đầu tiên chúng ta sẽ để me nè, me xong rồi đường nè, tất cả hỗn hợp này chúng ta sẽ để chung rồi với nhau, đem lên bắt lên cái lửa vừa vừa thôi, cũng đừng có mở cao quá, cũng đừng mở thấp quá. Khi mà bắt lên lửa mọi người, chúng ta cứ quậy như thế này nè. Trong lúc mà chúng ta quậy nó hòa tan ra rồi thì mọi người có thể nêm nếm lại nha, tùy theo khẩu vị của mình. Nước me này mọi người, sau khi chúng ta nấu xong á, cái vừa sôi lên là được rồi, chúng ta lược bỏ cái hột đi là nó sẽ còn lại cái nước như thế này nhé. Bây giờ thì Danny bắt đầu trộn bánh tráng nha mọi người. Bánh tráng thì tùy theo chúng ta sẽ ăn nhiều hay là ăn ít. Trộn cái này cho nó hơi, cái bánh tráng của chúng ta nó hơi thấm thấm trước một chút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để khô vô nha mọi người. Khi mà trộn á, chúng ta rưới nước me vòng vòng ở trong một cái đồ trộn á, đừng có rưới thẳng lên bánh tráng mọi người. Rau răm thì cũng giống như vậy nha, chúng ta chỉ cần lấy tay xé nó ra như vậy thôi, không cần phải lấy dao cắt nha mọi người. Đậu phộng nữa, đậu phộng và cuối cùng không thể thiếu đó là cái muối. Mọi người có muối tôm hay muối gì thì mọi người cứ để vô, còn muối của Danny là muối khô nha. Wow, mọi người thấy dĩa bánh tráng trộn của Danny hấp dẫn không? Màu sắc đầy đủ. Và bây giờ thì Danny xin mời mọi người cùng thử với Danny nha. Cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ ngon luôn mọi người. Nhưng mà nếu như ai thích ăn hành phi thì mọi người có thể để thêm vô nha. Ăn ớt thì cũng có thể để thêm vô. Còn nhà Danny thì không ăn hành nè, không ăn ớt nè, cho nên chỉ như thế này thôi. Món ăn này rất là dễ làm, hy vọng là mọi người sẽ thành công khi thực hiện món ăn này. Nếu như mọi người yêu thích video này hãy nhớ like, share và subscribe ủng hộ Danny nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào thứ ba tuần tới. Bye bye.